Nam. Tôi xin phép được nói qua những cái điểm mới trong tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021. Có hai cái điểm mới khá quan trọng. Thứ nhất đó là những chuyên ngành tuyển sinh trong đợt 1, và thứ hai đó là cái phương thức tuyển sinh. Với điểm thứ nhất, những ngành chuyên ngành tuyển sinh sau đại học đợt 1. Những năm trước đây thì trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ tổ chức thi tuyển các ngành tiếng Anh và tiếng Hàn. Thì năm nay nhà trường tổ chức tuyển sinh ở tất cả các ngành, và tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn, và ở cả hai chuyên ngành ngôn ngữ và lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng. Về phương thức tuyển sinh thì khác những năm trước đây thì bắt đầu từ năm nay, Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh theo hai phương thức: xét tuyển thẳng và tuyển sinh theo phương thức truyền thống. Các bạn sẽ quan tâm đến các điều kiện để các bạn được phép xét tuyển thẳng. Thì để được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo thạc sĩ ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì thí sinh cần có một trong hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, các em phải tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng khá trở lên đối với các chương trình đào tạo sau đây của Đại học Quốc gia Hà Nội: chương trình tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao. Thứ hai là thí sinh phải tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng giỏi trở lên đối với các chương trình đào tạo chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn bạn. Sau đây tôi xin phép được chia sẻ một số những cái lý do tại sao các bạn nên theo học sau đại học tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì theo tôi thì việc chọn Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội là một cái cơ sở để học sau đại học là một cách đầu tư khá thông thái cho tương lai. Với những lý do sau đây, trước hết đó là cái cơ hội để các bạn thay đổi vị trí việc làm. Thì nhiều bạn sau khi tốt nghiệp sau đại học tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã có kể cho tôi nghe là khi các bạn quay trở về đơn vị công tác, các bạn được cất nhắc, được bổ nhiệm lên những cái cương vị khá quan trọng trong cái cơ quan của mình. Một số bạn được bầu làm trưởng khoa, phó trưởng khoa, một số thì được cất nhắc lên làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, và các bạn đã có những cái cơ hội để đóng góp những cái kiến thức, những kinh nghiệm mà tích lũy được khi học tại đây. Điểm thứ hai đó là khi các bạn học sau đại học tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì các bạn sẽ có cái cơ hội để tích lũy được những cái kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm giảng dạy vô cùng quý báu do các nhà khoa học ngôn ngữ và giáo dục hàng đầu tại Việt Nam truyền đạt. Thì như các bạn đã biết thì ở Việt Nam chúng ta có 3 giáo sư ngành ngôn ngữ Anh, thì cả 3 giáo sư đó đều hiện đang công tác tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là giáo sư Nguyễn Hòa, giáo sư Nguyễn Quang và giáo sư Hoàng Văn Vân. Điểm thứ ba đó là khi các bạn học sau đại học tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì các bạn sẽ có một cái cơ hội để trải nghiệm một cái môi trường học thuật chất lượng rất cao và đã được các tổ chức quốc tế như là AUN công nhận. Và điểm thứ tư đó là khi các bạn học sau đại học tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, các bạn sẽ làm chủ thể cho các hoạt động nâng cao kiến thức và năng lực của mình trong giảng dạy và nghiên cứu. Chúng tôi có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ người học trong quá trình học tập và nghiên cứu tại ULIS. Thì chúng tôi có câu lạc bộ dành cho các học và nghiên cứu sinh, chúng tôi có các cộng đồng học thuật, có các hội thảo nghiên cứu học quốc tế dành cho các cứu sinh. Thì điểm đặc biệt ở đây tức là các bạn sẽ là chủ thể của tất cả các hoạt động này. Các bạn sẽ chính là người đứng ra tổ chức và triển khai các hoạt động, và qua đó để các bạn có thể tích lũy được những cái kinh nghiệm, những kiến thức của mình không chỉ trong nghiên cứu mà cả trong quản lý về sau. Điểm tiếp theo đó là chúng tôi có một cái cộng đồng cộng tác trong công bố quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới. Thì hiện nay Đại học Ngoại ngữ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với Đại học Monash Australia trong công bố quốc tế. Theo thỏa thuận này thì các nghiên cứu sinh của ULIS sẽ cộng tác với nghiên cứu sinh của Đại học Monash trong việc viết một số các chính sách, và các chính sách này sẽ được in ấn xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Và một điểm nữa đó là khi học sau đại học tại ULIS, các bạn sẽ được tham dự vào khóa học mùa xuân tại Đại học Monash Australia tổ chức hàng năm vào cuối tháng 9. Thì đây là cơ hội để các bạn có thể được tham dự các hoạt động nghiên cứu khoa học rất bổ ích tại Monash Australia, như là tham dự các hội nghị hội thảo, tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề, và điểm quan trọng nữa là các bạn có cơ hội được tiếp cận với hệ thống thư viện vô cùng hiện đại của Monash Australia. Và với những cái đặc điểm trên đây thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ nâng cao được giá trị hình ảnh cá nhân của bạn trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, và hy vọng là các bạn sẽ
coi việc học sau đó tại Udisc là một lựa chọn